Xin chào. Chào mừng quý khán giả đã quay trở lại kênh YouTube của công ty đồ gỗ mỹ nghệ Hướng Mai. Kính chúc quý khách luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và tràn đầy năng lượng. Hôm nay Ngọc Anh và mẹ Hướng Mai sẽ giới thiệu cho quý khách một căn phòng ở trong tầng 1 và phòng này là phòng VIP. Trong căn phòng này thì có rất là nhiều sản phẩm đồ gỗ dày đặc và đẹp bằng gỗ mun và hoàn toàn làm bằng gỗ mun. Trong căn phòng này thì có một bộ bàn ghế Louis vừa mới ra, và bộ này thì bộ có hôm trước thì cũng có một bộ như thế này rồi, nhưng mà bộ này thì mẹ Hướng Mai đã bán đi Thái Nguyên, còn vừa mới ra hôm nay thì vừa mới ra được bộ này, rất là đẹp và dày chắc, cũng như là vân thì đẹp không phải bàn. Chào mừng quý khách đã quay lại trên kênh YouTube của đồ gỗ mỹ nghệ Hướng Mai. Hướng Mai và Ngọc Anh rất là vui mừng khi giới thiệu với quý khách bộ đặc ngày hôm nay. Bộ này là bộ thứ hai của công ty đồ gỗ mỹ nghệ Hướng Mai ra được. Cái bộ trước thì sau khi mà Hướng Mai đã quay video thì có một người khách hàng hơn 20 năm ở Thái Nguyên thì đã đặt tiền và mua bộ đấy rồi. Bộ này là bộ còn lại của công ty đồ gỗ mỹ nghệ Hướng Mai vừa xong. Nó rất là đẹp và rất là chất lượng. Cái nọt của cái bộ bàn ghế này thì do là tất cả những người nghệ nhân họ đã phơi sấy phải mấy năm rồi. Nếu mà nói về phơi sấy gỗ thì chắc phải được 5 năm, cho nên là cái bảo hành của những cái bộ này nó hàng 10 năm. Có thể là lâu hơn nữa, nhưng mà cứ trong vòng 10 năm là công ty sẽ bảo hành trọn đời cho quý khách. Một là rất là chất lượng, hai nữa là gỗ thì vô cùng là tuyệt vời, chắc chắn, dày dặn, lục lạc, và gỗ mun của Lào. Gỗ mun của Lào mà đặc như thế này rất là hiếm, chỉ là mua gỗ từ lâu rồi thì mới có thể làm được những cái bộ mà chất lượng như thế này. Các cái đường đục của những bộ này ấy là nó rất là VIP và chắc chắn, lục lạc và cẩn thận. Những cái bộ như này thì nó làm được bằng gỗ nguyên khối, và với những cái chất liệu gỗ mun như thế này thì quý khách để trong nhà nó rất là VIP, nó mang được cái phong cách châu Âu, nhưng mà cái màu của đen ấy, màu đen của gỗ thì nó chính là màu VIP nhất trong tất cả các màu gỗ, kể cả gỗ chắc đắt hơn nhưng mà màu cũng không thể VIP được bằng gỗ mun. Cho nên là cái ngày xưa mà lúc Hướng Mai bắt đầu làm nghề là gỗ mun lúc nào nó cũng đắt gấp rưỡi gỗ chắc luôn. Ngày mà Ngọc sinh ra là một bộ bàn ghế gỗ mun thì 30 triệu nhưng mà bộ gỗ chắc chỉ có 20 triệu thôi. Thế tức là lúc nào nó cũng tranh nhau gấp rưỡi luôn. Thế nhưng mà sau đó thì người Trung Quốc người ta đã mua gỗ chắc, cho nên là cái gỗ chắc nó đã rất là cao, nó cao hơn với lại gỗ mun rất là nhiều. Thế và đây là những cái bộ mà công ty đồ gỗ mỹ nghệ Hướng Mai đã mua được gỗ từ lâu. Sau đó thì để làm ra những cái sản phẩm như này thì mọi người đã phơi sấy trong một thời gian rất là dài. Sau đó thì đã làm ra những cái sản phẩm như thế này. Thời gian làm cũng rất là lâu, khá lâu. Nên là cái bộ bàn ghế thì khi mà ra nó đẹp, nó với lại những người nghệ nhân của công ty đồ gỗ mỹ nghệ Hướng Mai thì họ làm với cái lòng biết ơn. Khi mà làm bằng cái lòng biết ơn rồi thì họ tỉ mỉ và từng các cái đường nét trau chuốt, và khi mà họ làm xong được một cái sản phẩm thì trong lòng của họ cảm thấy rất là hạnh phúc. Hướng Mai rất là may mắn là có được đội ngũ cán bộ công nhân viên công ty đồ gỗ mỹ nghệ Hướng Mai. Có những người thì họ làm từ khi mà Hướng Mai làm nghề, bạn ấy sinh năm 75, bạn ấy làm công ty Hướng Mai từ năm mà bạn ấy có 14 tuổi thôi. Thế mà bây giờ bạn ấy vẫn còn làm ở trong công ty, và hiện nay thì đang chịu trách nhiệm là làm tổ trưởng. Để làm ra những cái bộ như này thì là những người mà họ phải là rất là tâm huyết, cũng như là có tay nghề rất là cao thì họ mới có thể làm được. Nó rất là chọn thợ, nên là ít người làm được những cái sản phẩm tuyệt tác như thế này. Nó vừa đẳng cấp, vừa sang trọng, vừa quý giá và vô cùng là đẹp. Và cái ghế cũng thế. Ghế của cái ghế kia hôm trước hình như là chúng mình chưa có đọc kích thước hay sao con nhỉ? Mà hôm nay không biết là đã có kích thước chưa? Ngọc yêu có thể đi lấy cho mẹ cái thước xong rồi con đo được không? Đo đo từng ly từng tí một đấy. Cái chân của cái ghế cũng thế, và cái khuôn tranh đế của ghế thì nó dày đến 10 phân. Bây giờ chắc còn đậu lại khoảng 9 phân nhưng mà nó rất là dày và đặc. Những cái này thì sẽ làm tài sản để lại muôn đời cho con cháu mai sau. Câu chuyện mà Hướng Mai thỉnh thoảng nói chuyện đó là ngày xưa có một bà hoàng hậu ngồi khâu bên cửa sổ. Bà ước là ước gì ta có một đứa con gái da trắng như tuyết, môi đỏ như máu và tóc đen như khung cửa gỗ mun này. Thì đây chính là những cái gỗ mun mà ngày bé
Hương Mai từ khi 10 tuổi đã đọc cái câu chuyện Nàng Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn rồi, thì cứ suy nghĩ là gỗ mun nó như thế nào nhỉ, hình thù nó ra làm sao, tại sao nó lại đen như là tóc một người con gái. Thế và sau này thì đầy đủ duyên lành thì Hương Mai được lối nghề của ông cha, của các cụ, và có được những cái xúc gỗ là gỗ mun của Lào, nó to và nó đẹp và nó rất là đẳng cấp. Thì biết được là cái màu gỗ mun của nó vip và nó đẹp như thế này. Ngọc có thể đo cho mẹ là kích thước cái ghế dài bao nhiêu, bàn dài bao nhiêu không? Ghế dài là 1m25 ạ. Con đo từ dưới đất lên trên thẳng cục cái thành ghế kia. Cái kích thước của ghế phủ bì từ bên này sang bên kia là dài 1m25. Đấy, đẹp quá, đúng rồi. Con đo đến đấy xem nó là bao nhiêu. 1m54 ạ. 1m54. Thế với lại chiều ngang của cái đoạn từ chỗ đoạn bên này sang bên kia nó là dài bao nhiêu con? Đây. Con phải đo cho chỗ này này. Đấy, kéo sang bên kia. Đấy, xem nó là bao nhiêu. 1m35. 1m35. Ờ, cũng tận 1m35 cả. Thế còn chiều bên này con. Bên này chắc cũng thế phải. Bốn mét hai mươi ạ. À đúng rồi, cái này nó có độ cong, nó có độ cong. Cái chiều sâu ở bên trong lòng, sâu trong lòng là bao nhiêu? 62. 62. Thế còn sâu phủ bì? 82. À. Sâu phủ bì là 82, sâu trong lòng là 62. Cái bộ này nó ấy nhỉ. Thế còn cái bàn, con đo cho mẹ cái bàn. Bàn làm dài 1m90. 92. 1m92 đúng không? Một mét 48. À, 1m48. 1m48, 1m48, 47 cả. Ôi rộng thế à. Nào con đo cho mẹ cục cái này. Đấy. 2m62. 2m62. Ờ, 2m62. Cái bên trong 2m62 phủ bì. Cái bộ này đẹp nhỉ. To dày rộng, đẹp quá trời luôn. Hướng Mai và Ngọc Anh mới giới thiệu sơ qua về cái kích thước. Cái bộ này nó có 12 thứ, tức là một cái đi văng này, 4 cái ghế và một cái bàn, 6 cái đôn, 2 cái đôn này để tượng này, để hoa này, còn 2 cái đôn kia là 2 cái đôn trà để các ấm chén, và 2 cái đôn kia là 2 cái đôn ngồi, tổng cộng là 12 thứ. Cái bộ này nó được làm rất là cẩn thận, chắc chắn và dày dặn. Gỗ cũng đẹp nữa nhỉ. Các cái đường nét rồi từng thợ một, sau này nó sẽ là tài sản, di sản của những gia đình mà đã mua được những cái sản phẩm tốt đẹp như thế này. Nó cũng là những cái tác phẩm để đời của công ty đồ gỗ Mỹ Nghệ Hướng Mai. Những người nghệ nhân khi mà họ làm ra những bộ này xong là họ rất là cảm thấy là rất là biết ơn vì mình đã được làm những cái sản phẩm tuyệt đẹp như thế này á. Các cái đường nét đục bào nạo rồi phét, các bạn ấy bảo cảm thấy là rất là biết ơn khi mỗi một sản phẩm đã hoàn thành, và đều mong muốn là có khách hàng nào đấy mua được các cái sản phẩm thì sẽ mang được cả cái tình yêu của các bạn vào trong đấy. Công ty đồ gỗ Mỹ Nghệ Hướng Mai có được ngày hôm nay là do cán bộ công nhân viên họ đã say mê rồi, họ đã từng ngày từng giờ cố gắng hoàn thiện để ra được những sản phẩm tuyệt tác cho cuộc đời, và rất là vui khi mà được giới thiệu với quý khách. Cái bộ này mà để đi cùng thì sẽ có một cái đồng hồ nữa. Cái đồng hồ kia thì được làm bằng gỗ mun rất là đẹp và bằng cơ của Đức. Tuy nhiên là cái nhà máy của cái đồng hồ đấy nó lại ở Trung Quốc chứ nó không phải ở Đức, nhưng mà cái thiết bị thì nó ở Đức. Thế và cả một cái bộ này thì nếu như mà nhà quý khách mà có duyên mua sắm cả thì nó còn có rất là nhiều thứ, ví dụ như là có thể là đồng hồ, hay là pho tượng, hay là một cái tủ sách, hay là một đôi lọ lục bình chẳng hạn, thì nó cũng trang hoàng đầy đủ một cái phòng khách. Như phòng khách nhà Hướng Mai đây là chắc khoảng được 40 hay 45 mét vuông gì đấy, nó bày được rất là nhiều thứ và nó rất là đẹp.
Đây có cái bài thơ cái kìa: nát hương muôn gụ huỳnh đàn, đinh ninh xến chắc thời gian mãi còn, tay vàng đồng kỵ sắc son, chạm nên thớ gỗ thổi hồn núi sông. Khi mà khánh thành cái nhà 9 tầng Hướng Mai Center này thì có một người bạn của Hướng Mai, bạn ấy làm trưởng của cái đài truyền hình VOV, bạn ấy viết ra một bài thơ để tặng Hướng Mai, và do một cái bạn cùng cái nhóm câu lạc bộ doanh nhân, bạn ấy viết bằng cái tay của bạn ấy, bạn là họa sĩ Nguyễn Bảo Hà. Hướng Mai xin gửi niệm lành, lời biết ơn tới toàn thể gia đình quý khách, kính chúc quý khách luôn luôn mạnh khỏe, tràn đầy năng lượng, thành công, và xin gửi lời biết ơn quý khách đã theo dõi trên kênh YouTube và có những cái phản hồi rất là tích cực. Hướng Mai cũng biết ơn một người khách hàng nói về chế độ bảo hành, thì các cái sản phẩm của công ty đồ gỗ mỹ nghệ Hướng Mai thì thường thường bảo hành ít nhất là 5 năm, còn không thì khoảng 10 năm. Trong khoảng thời gian 5 năm và 10 năm đấy, quý khách có thể đổi lại bộ mới và giá không bao giờ bị lỗ vốn. Bất cứ lúc nào quý khách khi mà sử dụng mà muốn đổi lại đều được. Cảm ơn quý khách đã luôn theo dõi và ủng hộ kênh YouTube của công ty đồ gỗ mỹ nghệ Hướng Mai. Kính chúc quý khách luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và tràn đầy năng lượng. Xin trân trọng cảm ơn quý khách. Xin chào, xin cảm ơn.